Vâng, và chào mừng tất cả quý anh chị đã đón xem những cái video đến từ siêu thị dụng cụ miền Bắc. Lại là Sơn đây, và hôm nay em xin Sơn xin phép được và hôm nay em Sơn xin phép được giới thiệu ba dòng sản phẩm của hãng Anex cùng với cùng một cái mã sản phẩm là NO7900. Và thì như chúng ta đã biết thì những sản phẩm của Anex thì chuyên về những loại mũi vít, tua vít hay là đầu vít. Và hôm nay em xin phép được giới thiệu ba sản phẩm có cái công năng đặc trưng, đó là sản phẩm cách điện. Tua vít cách điện thì những sản phẩm cách điện này thì sẽ cách được điện là 1000V. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm Anex NO 7900. Có mã phụ là cộng 3 nhân. Và nếu như anh chị đã đón xem cái video của giới thiệu dòng sản phẩm Anex NO 6102 và Anex NO 6103 thì chúng ta đã biết là đọc cái thông số là cộng 3 nhân với 150 là gì. Đó, cộng 3 nhân 150 là gì. Đó, và cái thông số này là gì. Và nếu anh chị đã xem những video trước, video giới thiệu về sản phẩm Anex NO 6102 và Anex NO 6103, thì chúng ta đã biết là cái thông số cộng 3 nhân 150 là gì. Đó. Thì nhìn tổng quan cái sản phẩm của Anex và nhìn tổng quan cái sản phẩm Anex NO 977, chúng ta quan sát qua cái sản phẩm Anex NO 7900 này, thì cái tay cầm của vít nó có cái dạng hình tròn, làm chúng ta rất rất dễ cầm nắm. Đó, ví dụ thao tác như này, nó rất là dễ trong tay, với một đầu vít nó cắm xuống. Đó. Ví dụ như này thì chúng ta cắm xuống như này thì chúng ta thao tác bằng tay nó rất là đơn giản, rất là dễ. Cái tay cầm này thì nó làm từ chất liệu nhựa tổng hợp, ở chuôi này cũng có khả năng cách điện rất là tốt, bởi vì cái độ dày của sản phẩm ở chuôi nó cũng rất là cao. Cái phần cái đặc điểm nổi trội nhất của dòng sản phẩm này đến từ cái khả năng cách điện, nó làm cái vật liệu nhựa màu xanh này là vật liệu nhựa cách điện, có cái khả năng cách điện đến 1000V. Và ở trên thân sản phẩm có mã của sản phẩm, đó là Anex 7900 cộng 3 nhân 150. Chúng ta lại nói lại tiếp về cái thông số cộng 3 nhân 150 là gì. Thì như chúng ta đã biết là chúng ta sẽ đo cái đầu của có cái mũi vít này. Cái đầu của mũi vít này thì nó là cộng 3 thì chắc chắn là cái này sẽ là 3 mm. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng cái thước kẹp. Đó, và chúng ta nhìn thấy số 0 ở trên thước kẹp ạ. Số 0 nó đang chỉ cái vạch 3 mm ạ. Còn cái chiều dài 150 mm thì nó sẽ tính từ cái phần thân này đến cái phần đầu này của cái dòng sản phẩm 150. Đó. Đây. Bởi vì cái thước này nó có cái khoảng phía sau 15 nó dài hơn đấy. Nên là chúng ta nhìn thì sẽ thấy là cái số 15 nó sẽ chạm vào đây. Đấy, số 0 nó sẽ hiện ở đầu này. Đó, này là 15. Đó, và con này nó có khả năng cách điện 1000V thì phù hợp như anh em thợ sửa điện, hoặc những anh em thi công những tủ tủ điện, tủ phân phối và tủ động lực. Đó, sử dụng cái này rất là phù hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với sản phẩm thứ hai, đó là sản phẩm Anex NO 7900 với cái mã đi sau nữa là cộng 1 nhân 75. Thì vẫn như cái sản phẩm kia thôi, thì cái sản phẩm này nó có điều khác là sản phẩm này nó sẽ có tay cầm nó ngắn hơn. Nó tay cầm của con này nó chỉ có 75 mm thôi. Còn con này là tay cầm nó là 150 mm. Đó, nên là tùy vào cái công việc mà anh em thực hiện là gì thì sẽ lựa chọn cái loại chiều dài cho nó phù hợp. Đó, con này thì chất liệu vẫn tương đồng với sản phẩm phía trước của nó. Thì trên thân sản phẩm có mã Anex 7900 cộng 1 nhân 75. Thì cái tay cầm này là vẫn từ nhựa tổng hợp. Nó chúng ta nếu mà được cầm lắm thì cảm nhận nó cũng khá là mềm đấy.
Đó, và nó thiết kế những cái vân dọc này để chúng ta tăng cái độ ma sát của tay lên. Đó. Và vẫn cái thiết kế tay cầm tròn này làm cho chúng ta rất dễ thao tác. Đó, khi bạn xoay này thì rất dễ dàng. Đấy. Đây là phía mặt trước của bao bì sản phẩm. Ở phía mặt sau. Đó, và con này là cộng 1 thì chúng ta đo thử luôn xem có phải là cộng 1 hay không. À, xem nhà thiết kế, nhà sản xuất có ghi đúng thông tin trên sản phẩm không. Đó, và chúng ta nhìn thấy đi. Đấy, số 0 nhé, chúng ta để cái số 0 nhé. Số 0 nó sẽ chỉ vào cái mạch 1mm. Bởi vì là vừa quay clip vừa kẹp nên nó không chuẩn 100% là 1mm được. Đó, có lệch một chút xíu thôi. Đó, nó thông số nó là cộng 1 nhân với 75. Đó, 75 là từ khoảng này, từ khoảng nối này, kiểu coi khớp này, đến cái phần đầu này, 75mm, 7,5cm đấy ạ. À, đây là sản phẩm thứ hai, sản phẩm cũng mũi bốn cạnh nhá, hai sản phẩm này đều mũi bốn cạnh. Đó, cái sự khác nhau là cái chuôi, cái phần chúng ta sử dụng được là nó khác nhau thôi. Con này 150, con này là 750. Con này nó dài gấp đôi ạ. 150, 750. Con này thì nó chỉ là phi 5 thôi. Con kia là phi 6. Đó là phi 5. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ ba, sản phẩm Anex NO 7900, nhưng này sẽ khác, đó không phải là bốn cạnh nữa mà lần này nó sẽ là hai cạnh. Đó, hai cạnh thì nó sẽ ký hiệu là cái dấu trừ ấy. Con cái này là cộng, con này là trừ này. Đó, con này là trừ 5 nhân với 100 thì trừ 5. Đó, và chúng ta nhìn luôn, này là trừ 5. Đấy, kẹp, chúng ta kẹp nhớ sát cái đầu này. Đó, nó sẽ là trừ 5. Nhìn số 0 nhá, nhìn số 0 nhá, nhìn số 0 này. Số 0 nó chỉ vào 5mm này, đó. À, cái chất liệu thì nó không có gì khác đâu. À, nhưng cái màu sắc, cái tay cầm sẽ khác này. Với chúng ta nhìn từ xa chúng ta có thể lựa chọn luôn là cái chuôi cầm này nó màu đỏ thì nó sẽ là cộng. Thường thường là như vậy. Còn màu xanh nước biển thì nó là hai cạnh. À, nó phân biệt màu sắc ấy. À, thì trên trên chuôi cầm của sản phẩm nó vẫn là có chữ Anex 7900 trừ 5 nhân 100. À, vẫn chất liệu tay cầm như vậy, vẫn cái khả năng cái điện như vậy, nhưng mà nó có sự khác, đó chính là cái đầu khác thôi. Cái đầu này đầu hai cạnh. À, và cái những cái mũi vít này đều làm từ thép tổng hợp anh chị nhá. Đó, độ bền cực kỳ cao. Đó, với cái độ bền cực kỳ cao. Đó, từ thép tổng hợp. Đấy, và video giới thiệu ba sản phẩm Anex NO 7900 đây là kết thúc. Và những anh chị có kỹ thuật hay là những anh chị thi công mà xem được clip này thì ủng hộ em Sơn thì tuyệt vời. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã đón xem clip của em đến đây kết thúc. Và anh chị nhớ ủng hộ kênh siêu thị dụng cụ miền Bắc chúng em bằng một like hoặc là một subscribe, nếu mà được chia sẻ từ quý anh chị thì quá là tốt. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.